Hello anh em nhá. Đây, vừa mới đón xe về các bác. Đấy, vừa mới đón xe về một chiến binh ở trên bản đây các bác này xem này. Vừa gửi về cho em nguyên đai nguyên kiện đấy nhá. Đấy. Thì em này thì anh em ở trên bản báo về cho em là đuôi xòe VIP và chơi cánh cao. Đấy, đặc biệt là em này có một bộ rất là to các bác nhá. Đấy, bộ 73g, bộ to như khiếu luôn. Đấy, và bây giờ em sẽ cùng với anh em mình cân em nó nhá. Đây, quay sát đây nào. Cho anh em xem này. Đấy, bây giờ vừa về em cân luôn cho anh em mình xem này. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt cái hộc này lên đây và để đấy, trừ bì đi nhé các bác nhé. Ấn để mình trừ cái hộc đi. Đấy. Bây giờ mình đặt xuống này. Về không nhé các bác nhé. Đấy, thử cân cái điện thoại này, iPhone 11 Pro Max nhé các bác nhé. Đặt lên cho anh em xem này. Đấy, đang bị rung. Đấy, bỏ ra nhé các bác nhé, bỏ điện thoại ra nhé. Đặt cái hộc trên đấy nó về không. Đấy là mình đã trừ bì cái hộp rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là mở hộp và đuổi chim sang cân cho anh em xem. Đấy, cân trực tiếp đây luôn cho anh em xem nhé. Vừa mới về đến đây, vừa đón xe về các bạn. Đấy, anh em xem này, chim rất là đẹp, bụ to. Đấy, quay gần vào đây để anh đuổi chim sang. Quay cho anh em xem đuổi chim sang nhé. Đấy, đuổi chim sang này. Đấy, quay gần vào để cho anh em có thể thấy được, quay sát vào. Đấy, để anh em có thể thấy được cái bộ chim. Đấy. Đây là 71,2 nha các bác nhá. Anh em thì báo về cho em là 73g nhưng mà chắc là trên quá trình vận chuyển nó không thể ăn uống được ở trong hộc ấy. Đấy, cái quay sát hẳn xuống đây đi cho anh em nhìn rõ này. Đấy, 71,2 này. Bởi vì trong quá trình vận chuyển ấy, thế nên là mình cái con chim mà nó ở trong hộc nó không ăn được nữa. Bỏ vào tay ra để quay nhá. Đấy, nó không thể ăn được nên là nó xuống một vài gam. Cái này thì một vài gam nó rất là nhỏ thôi anh em nhé. Đấy, quay qua cho anh em xem chim này. Bộ to tướng luôn. Đây em để trong hộc rất là to nhá. Đấy, rất đẹp. Đấy, bây giờ em sẽ ghép cái đoạn clip chơi cánh xòe đuôi của nó vào cái sau cái video này để anh em mình xem nhé các bác nhá. Rồi, cảm ơn anh em. Nếu anh em nào kết thì alo cho em qua số điện thoại là 0978 767 689 các bác nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Bộ to các bác nhé. Bộ to 70g, chim thuần đét. Đấy, cánh đuôi đẹp. Đấy, mời anh em chiêm ngưỡng này. Bộ khủng luôn nha các bác nhé. Đấy, hôm nay em giới thiệu với các bác một em họ mi bộ to 70g, đuôi xòe chơi cánh. Đấy, chim thuần đét có thể xách tay hót nha các bác nhá, xách tay đặt bàn hót, chim nó 3 năm lồng rồi. Đấy, vừa mới về, vừa đập hộp ra đây các bác nhá. Áp. Đấy, mới về điện đóm nó cũng chưa được căng như kiểu như lúc nó còn ở trên bản đâu. Nhưng mà cánh đuôi cũng rất là đẹp. Và quay qua cho anh em xem bóng bộ con chim thì quá đẹp luôn. Bộ to bao cân chuẩn 70g cho anh em nhé các bác nhé. Mới về như này là quá ok rồi không các bác?